Xin chào quý vị và các bạn, đến với cơm món ngon dễ làm, mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu lòng bò nấu tiêu, một món lẩu rất là ngon và rất là dễ làm. Lòng bò thì rất là giàu chất dinh dưỡng, còn tiêu đen thì nó có vị cay nồng. Rồi kết hợp thêm một số nguyên liệu khác và các gia vị khác tạo nên món lẩu lòng bò nấu tiêu rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và rất là được ưa chuộng lắm luôn. Và đây là nguyên hao lòng bò này quý vị Hao lòng bò này thì khoảng hơn 1kg Nó có rất là nhiều loại nha quý vị Thì gồm có phá phổi nè Ruột nè Rồi da nè Rồi gân nè Rồi thân bò nữa Rất là nhiều nha quý vị Và nguyên liệu không phải thiếu đó là tiêu đen Thì mình cho khoảng 3 muỗng canh tiêu đen vào trong cái chén nhỏ nha quý vị rồi sau đó mình sẽ rang cái phần tiêu đen mình rang sơ qua rồi hồi mình nấu nó sẽ rất là thơm nha quý vị khi mà mình cho vào trong nồi lẩu mình nấu nó mình rang đến khi nào mà nó nổ bụp 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 như vậy là được nghe quý vị đó quý vị nghe thấy tiếng nổ rất là lớn luôn và bây giờ thì mình sẽ cho tiêu đen vào trong cái cối để mình tán hơi nhuyễn ra là được rồi nha quý vị, cho nó dập dập thôi. Một phần thì hơi nhuyễn, một phần thì hơi dập dập là được rồi nha quý vị. Thì mình nấu nó sẽ rất là thơm. Đó, mình đè đè là nó đã dập ra rồi nha quý vị. Đó, và sau một hồi thì tiêu đen của mình nè quý vị, nó cũng hơi nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho khoảng một muỗng canh tiêu đen vào trong cái hao lòng bò của mình và một số gia vị mình ốp vào luôn nghe quý vị thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối khoảng một muỗng cà phê bột ngọt khoảng một muỗng cà phê bột niêm khoảng một muỗng cà phê đường cát còn nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị mà mình ốp sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình quà xả tế thì mình cho khoảng hơn một muỗng cà phê xả tế vào luôn xả tế thì chủ yếu mình tạo cho cái màu nó đẹp hơn nha quý vị sau khi mà đã cho các gia vị vào trong hao lòng bò rồi thì mình sẽ đeo bao tay vào rồi sau đó mình đảo đều lên rồi sau đó mình sẽ để khoảng 20 phút trước khi mình nấu với tiêu nha quý vị tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng à, lòng bò rồi sau đó mình nấu nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn đó và sau một hồi mình đã à, chọn đều rồi đó quý vị và phai tây thì mình cũng à, chẻ ra làm hai rồi mình chẻ ra làm hai nữa một củ phai tây thì mình sẽ chẻ ra làm bốn mình chẻ xuôi hay chẻ à, ngược cũng tùy theo à, gia đình mình nha quý vị và bây giờ mình sẽ cho ra dĩa hết luôn củ hành tây thì mình cũng chẻ ra làm hai rồi mình cũng uh, chẻ ra làm hai nữa một uh, củ hành tây thì mình chẻ ra làm bốn rồi sau đó mình sẽ uh, rỡ các miếng uh, củ hành tây ra nha quý vị để nữa mình nấu cho nó mau chín hơn hôm nay mình sử dụng uh, một củ hành tây và hai củ khoai uh, tây và bây giờ mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn nghe quý vị sau một hồi mình đã gỡ ra xong rồi đó quý vị và các tép tỏi thì mình cũng đè cho nó dập dập để nữa mình phi nghe quý vị hôm nay mình sử dụng tỏi cũng rất là nhiều luôn và mình để nguyên tép như vậy luôn nghe quý vị mình đập dập dập là được rồi không cần phải băm nhuyễn quá rồi mình cho ra dĩa sẵn luôn và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào mình cho nhiều nhiều dầu vào nghe quý vị. khi mà, mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho khoai tây vào để mình áp á, chảo nghe quý vị. khoai tây mà mình áp chảo rồi à, hồi mình nấu thì nó sẽ không có bị à, vỡ nghe quý vị. khi mà mình nấu à, chín quá. trong lúc à, mình áp chảo thì mình cũng đảo tới đảo lui nghe quý vị. cho khoai tây của mình nó vừa vàng như vậy nè quý vị. đều hết các mặt luôn rồi mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn nha quý vị mình áp chảo thì tầm cũng khoảng 5 6 phút à, và sau một hồi mình đã gấp hết ra dĩa nào quý vị và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên mình cũng cho dầu ăn vào hôm nay mình nấu tiêu trong cái chảo này luôn nha quý vị với lòng bò khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi và sau một hồi phi đó quý vị tỏi nó cũng đã vừa vàng ống ánh rất là thơm rồi thì mình sẽ cho nguyên uh, hao lòng bò vào. Nãy mình đã ướp các gia vị đó quý vị. Rồi sau đó mình uh, đảo uh, đều lên nha quý vị. Để cho lòng bò của mình nó sẽ thấm uh, rất là sâu các gia vị rồi uh, hồi mình sẽ uh, cho nước dừa và nước lọc vào. Đó và sau một hồi mình đảo đều uh, đó quý vị thì lòng bò mình nó cũng đã thấm rất là sâu các gia vị rồi đó mình để lửa lớn lớn nha quý vị để khi mà mình xào các lòng bò quý vị nó không có còn nước nữa nha quý vị và bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào cũng khoảng hơn một lít nước dừa quý vị mình cho hết vào luôn rồi sau đó mình sẽ cho thêm khoảng một ly nước lọc nữa tổng cộng cái lượng nước dừa và nước lọc thì cũng khoảng hơn 1 lít rưỡi không quý vị rồi sau đó mình cũng đảo đều lên luôn để cho lòng bò của mình nó sẽ chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn và sau một hồi nấu quý vị thì lòng bò của mình nó lên bọt cũng rất là nhiều cho nên mình lấy cái giá mình dứt bỏ cái phần bọt này hết luôn nha quý vị tại vì cái phần bọt này khi mà mình nấu lên đó quý vị mình ăn không có tốt cho sức khỏe cho nên mình lấy vá mình vớt ra bỏ hết luôn và sau một hồi nấu đó quý vị cũng khoảng 20 phút rồi thì mình sẽ cho khoảng một muỗng canh tiêu đen vào rồi tiếp tục mình đảo đều lên rồi tiếp tục mình nấu nha quý vị trong lúc mà mình nấu quý vị thì lâu lâu mình cũng Trở tới chở lui các lòng bò của mình nha quý vị để cho nó chín đều hơn và sau thời gian nãy giờ nấu thì lòng bò cũng đã gần mềm rồi đó quý vị thì mình sẽ cho ba tê gan vào nấu tiêu là phải có ba tê gan nha quý vị hôm nay mình sử dụng ba tê gan heo đó, mình cho hết nguyên hộp vào luôn ba tê gan này thì ở các siêu thị nè và ở các chợ bán rất là nhiều luôn nha quý vị. Khi mình cho ba tê gan vào rồi thì mình cũng đảo đều lên để cho ba tê gan của mình nó sẽ tan ra hết trong cái nồi lẩu lòng bò nấu tiêu của mình luôn nha quý vị. Các món nấu tiêu là phải có ba tê gan nha quý vị, nó mới ngon. Ba tê gan thì có thể mình mua trong hộp sẵn luôn hoặc là ở nhà mình tự làm cũng được nữa nghe quý vị mình làm bằng gan heo hay là làm bằng gan gà gan vịt cũng được và sau một hồi nấu thì lòng bò nấu tiêu của mình cũng đã gần chín rồi thì mình sẽ cho khoai tây vào khoai tây thì nãy giờ mình chiên thì nó cũng đã gần chín heo quý vị cho nên mình nấu mình cho vào lẩu thì mình nấu thêm cũng khoảng 4-5 phút nữa thôi cho phai tây của mình nó vừa chín tới là nó sẽ rất là ngon nha quý vị nó không có chín quá chín quá thì nó sẽ dễ bị nát nó sẽ không ngon và bây giờ thì mình sẽ niêm nếm lại nha quý vị và cũng vừa ăn rồi thì mình sẽ cho củ hành tây vào luôn rồi mình nấu thêm khoảng một phút nữa là được rồi thì mình nhắc xuống uh, bếp ga để uh, mình dùng củ hành tây thì nó rất là mau chín nha quý vị mình cho vào khoảng một phút là được rồi khi mình cho củ hành tây vào rồi thì mình đè đè cho củ hành tây nó nằm ở dưới phần nước lẩu nha quý vị để cho nó mau chín hơn và khi lòng bò nấu tiêu của mình chín rồi thì mình sẽ rưới lên trên một vài hạt tiêu đen nha quý vị và các trái ớt và bây giờ mình tắt lửa luôn và mình quay cận lên nào quý vị nguyên chảo lẩu lòng bò nấu tiêu đen cũng đã chín rồi một món uh, lẩu rất là ngon và rất là dễ làm lòng bò thì rất là bổ dưỡng còn tiêu đen thì có vị cay nồng rất là đặc trưng rồi kết hợp thêm số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món lẩu lòng bò nấu tiêu đen rất là thơm ngon tuyệt vời và mình nhúng với uh, rau nữa nhau quý vị là rất ngon luôn và đã thành uh, phẩm rồi đó quý vị rồi hú quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều